Cảnh tượng luận đạo trên đại điện vô cùng hoành tráng, nếu là trong mắt tu sĩ bình thường, e rằng đã sợ tới mức chân mềm trợn mắt há mồm. Dù sao cũng là cuộc chiến giữa 6 phái thiên đạo và đại tướng tâm vực. Quy mô có thể so với chiến tranh thế giới. Nhất là trưởng môn 6 phái đã nai nịt gọn gàng chờ chiến, thần binh lợi khí. Linh thú dị bảo, từng món móc ra trông hết sức kinh người. Tâm vực vừa thấy, giỏi. Quả nhiên các người tới để đánh nhau. Vốn liếng gì cũng mang theo, thiên đạo lại nghĩ, tôn chủ nhà ta chịu ủy khuất. Hiện tại phải đòi lại gấp trăm ngàn lần trên người bọn mi, phút chốc. Hai bên đã đánh nhau túi bụi. Đều là tư thái lửa giận hừng hực. Liều mạng muốn chém chết đối phương. Trông cứ như đang đùa. Chứ nói thật loại chiến tranh kiểu này. Nguyên nhân gây ra đều hết sức vớ vẩn. Đang lúc náo nhiệt thì, ầm một tiếng, đại điện bỗng nhiên tan thành mây khói, mọi người đều ngừng lại. Cứ như bị đứng hình. Mặc kệ một khắc trước đó như thế nào. Dù sao lúc này đây chẳng một ai động đậy. Bọn họ đồng loạt quay đầu. Thấy hai người đang đứng ngoài đại điện. Áo trắng như tuyết. Đỏ thẫm chiếu trời. Hai người đứng ở kia. Chứng minh cho sự lớn mạnh cực hạn. Ầm ĩ cái gì? Giọng Thẩm Thanh Huyền rất nhẹ nhưng vang vọng trong tim tất cả người thiên đạo. Không tưởng tượng nổi, giọng nói trầm thấp của Cố Kiến Thâm bao phủ trong đầu mọi người tâm vực. Giáo huấn môn đồ xong. Hai vị lão đại nhìn nhau. Trăm miệng một lời, chê cười rồi. Thiên đạo cùng tâm vực, Thẩm Thanh Huyền vung tay. Đại điện vừa bị Cố Kiến Thâm hủy diệt lập tức khôi phục nguyên trạng. Ngay cả người bị đánh cho rách dưới thụ thương cũng đều phục hồi như lúc ban đầu. Hoàn mỹ như trước đó chưa xảy ra chuyện gì. Mắt đỏ Cố Kiến Thâm dần tối đi, pháp thuật của tôn chủ thật tuyệt diệu. Thẩm Thanh Huyền khiêm tốn đáp, chút tài mọn thôi. Chỉ là, chút, mà có thể khôi phục hơn 10 tòa thành trì như lúc ban đầu. Hiện giờ chẳng qua chỉ phục hồi một cái đại điện. Thật đúng là, chút tài mọn. Cố Kiến Thâm búng tay một cái. Người bị cố định có thể hoạt động trở lại. Hai người họ vừa đến. Đám đệ tử, thuộc hạ, đều trở nên thành thật. Bọn họ cũng không phải thực sự thành thật. Mà là bị dọa sợ. Từng người sợ tới mức trái tim run rẩy. Tuy cả ngày mắng Thẩm Bạch Liên. Nhưng phải thừa nhận Thẩm Bạch Liên này, rất con mẹ nó mạnh. Thuật hồi phục này nhìn vào liền biết. Hoàn toàn không giống thuật pháp bình thường nên có. Đám người thiên đạo cũng âm thầm âu sầu. Tôn chủ nhà mình mạnh cỡ nào họ đều rõ trong lòng. Nhưng thuật định thân của ma đế này tôn chủ lại không thể cởi bỏ, thế gian. Này vậy mà có thuật tôn chủ không giải được. Vì sùng bái mù quáng Thẩm Thanh Huyền cũng khiến họ cảm nhận được sự mạnh mẽ và đáng sợ của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền vẫn còn băn khoăn chuyện cùng đi dạo. Thu phụ đám đồ tôn. Đồ tôn xong liền nhìn về phía Cố Kiến Thâm, vừa nhớ ra Tinh Hải còn một chỗ rất đẹp. Có thể lại mời bệ hạ cùng đi không? Cố Kiến Thâm tương đối phối hợp. Hai người cùng nhau rời đi. Quần chúng ăn dưa trong quán nghịch mặt ra. Tình huống gì kia? Sao lại thế này? Có ai giải thích chút được không? Tăng tử Lương Thâm trầm truyền âm, đuổi theo. Tôn chủ đang muốn mượn cơ hội tự tay đâm cuồng đồ, mượn cùng dạo để lừa người tới Tinh Hải. Lập tức có cả tá cơ hội phân thắng bại, kẻ thông minh của tâm vực Loạn Ưng cũng truyền âm, không hay rồi. Thẩm Bạch Liên nhất định có âm mưu. Chúng ta mau đuổi theo, thế là một đám nát rượu u ám thích não bổ đuổi sát theo sau. Thật ra không bằng để họ say cho rồi. Vì sau khi ra ngoài bị trói mù mắt ra thì không có chuyện gì để làm. Lần này cùng dạo Tinh Hải, Thẩm Thanh Huyền vô cùng có thành ý. Y thi triển một quyết. Tiếng chim hót truyền đến từ chân trời. Một con hạc trắng to lớn che khuất mặt trời chậm rãi đáp xuống đất. Cánh chim trắng bừng tỉnh vào đông tuyết đầu mùa. Nắng gắt rơi xuống. Dấy lên sắc tuyết gợn sóng. Các đệ tử một đường chạy như điên đều trợn tròn mắt. Đây là tiên giá, sao, của tôn chủ, sao, tiên giá, thú kéo tia tên ma tu ti tiện kia sao có thể cưỡi thú kéo của tôn chủ. Đám Diệp Trạm lại đau lòng suýt hít thở không thông. Mà màn khiến người càng thêm ngạt thở còn ở phía sau. Thẩm Thanh Huyền vậy mà vươn tay về phía Cố Kiến Thâm, bệ hạ. Nào, ống tay áo trắng tuyết. Ngón tay thon dài. Mỗi ngón tay đều như ôn nhuyễn mỹ ngọc. Cố Kiến Thâm ngắm một lúc mới cầm tay y. Còn mảnh và nhẵn hơn so với tưởng tượng. Nhiệt độ thấm lạnh không hiểu sao khiến lòng ngực nóng lên. Thẩm Thanh Huyền, người đứng đầu thiên đạo, là người đẹp nhất. Mắt Cố Kiến Thâm co lại, che giấu ánh đỏ chợt lóe nơi đáy mắt. Thẩm Thanh Huyền mang Cố Kiến Thâm lên Hạc Tiên. Thật ra y cố tình nắm tay Cố Kiến Thâm, chủ yếu nghiệm chứng một việc. Cẩn thận ngẫm lại, dạo tinh hải và dạo vọng tẫn khác nhau không chỉ là dạo biển. Khi dạo vọng tẫn, Cố Kiến Thâm từng nắm cổ tay y. Vì mang y lên Kim Long, vì phòng ngừa sơ suất, Thẩm Thanh Huyền cũng cầm tay Cố Kiến Thâm, thật sự bị y đoán trúng. Còn chưa dạo khắp tinh hải, dòng chữ thứ ba cùng Cố Kiến Thâm du ngoạn vọng tẫn tinh hải đã biến thành màu xám nhạt. Hoàn thành rồi, xem ra điều kiện không phải là đi dạo toàn bộ, mà là nắm tay. Hừ, Ngọc Giản rác rưởi, Ngọc Giản tủi thân quá chừng, nhưng nói không nên lời. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã mời người lên thú cưỡi. Không dạo tinh hải thì không được tốt lắm, vì thế Thẩm Thanh Huyền đơn giản tiếp đãi Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm giỏi nói chuyện, hai người không rơi vào tình cảnh tẻ nhạt. Vừa nói vừa cười đi hết một vòng. Sau khi về có thể thu được một đống cằm rớt đất. Chư nhân thiên đạo, không. Không đánh nhau hả? Chư nhân tâm vực, không. Không gài bẫy ư? Thiên đạo và em, tâm vực, thật sự cùng dạo tinh hải sao? Còn nắm tay nữa? Không, không phải sự thật. Nhất định là bọn họ vẫn còn say trong giấc mộng hoàng lương. Lần luận đạo này cứ thế chấm dứt viên mãn. Mọi người đều bình tĩnh ra về. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hài lòng. 4 nhiệm vụ đã hoàn thành 2. Thang trời có thêm 2 viên gạch. Tuy cách lúc hoàn thành vẫn còn một đoạn đường rất dài. Nhưng chỉ cần có hy vọng thì không phải gấp. Thứ như tính nhẫn nại, người sống lâu đều phải có. Thẩm Thanh Huyền nhìn hàng chữ thứ 4. Cái này thật ra làm rất dễ. Chỉ cần y thu lại sát tâm với Cố Kiến Thâm. Thế là hoàn thành. Thang trời lại thêm được 1 viên gạch. Chẳng qua y thu không được, mà còn rất nghiêm túc muốn giết hắn. Hiện giờ nhiệm vụ đều có liên quan tới Cố Kiến Thâm nên không thể động vào hắn. Nhưng chờ nhiệm vụ thay đổi hướng đi là có thể thuận lý thành chương diệt trừ hắn. Những việc ma đế tâm vực này đã làm, chết mấy trăm lần cũng còn ngại ít. Có điều thật đáng tiếc, ánh mắt màu đỏ ấy nếu mất đi sức sống sẽ không còn đẹp như thế nữa. Nghĩ xong Thẩm Thanh Huyền cũng bình thường trở lại. Cố Kiến Thâm chết rồi. Vậy con Kim Long kia có thể đổi chủ. Loài rồng có ánh vàng rực rỡ như thế, y lén nuôi cũng được. Y vừa quyết định xong, lại phát hiện Ngọc Giản đang run lẩy bẩy. Nói run lẩy bẩy cũng chỉ là ví von. Chẳng qua ánh sáng dao động trông như một con trùng nhỏ đáng thương nhìn thấy mãnh thú. Thẩm Thanh Huyền ngoài mặt thì thuần khiết thánh thiện. Trong lòng lại là một cảnh tượng khác. Quả nhiên vẫn phải tốn chút công phu vào vụ cùng uống rượu say rồi. Chẳng hạn như chuốc say hắn. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, Ngọc Giản lại chớp tắt nhanh hơn. Chốc sau bắn một loạt mấy dòng chữ. Thứ 5. Tán thưởng đôi mắt Cố Kiến Thâm. Bổ sung, không được ít hơn 3 câu. Thứ 6. Hỏi xin Kim Long từ Cố Kiến Thâm. Bổ sung, có thể làm tài sản chung. Thẩm Thanh Huyền, ánh sáng Ngọc Giản càng lúc càng nhạt. Trước khi sắp tắt lại nhảy ra một hàng chữ, thứ 7. Trong vòng 5 ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Khen ngợi đôi mắt Cố Kiến Thâm. Hỏi xin Kim Long, người chết rồi cũng có thể khen ngợi nhỉ, y vừa nghĩ thế. Ngọc Giản phải dùng hết ngụm máu cuối cùng để phun chữ. Bổ sung, phải còn sống, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tiếc nuối. 2 nhiệm vụ này tạm thời Thẩm Thanh Huyền không muốn làm. Vừa tách ra lại tiếp cận khen mắt người ta còn đòi Kim Long của người ta. Có bệnh thần kinh cũng vừa thôi. Y làm không được. Nhiệm vụ cuối cùng thì, trong vòng 5 ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Có thể làm trước. Chẳng qua bí cảnh Nguyệt Lạc là bí cảnh nào, cũng đừng trách Thẩm Thanh Huyền không biết. Dù sao ở thế giới tu chân, phóng mắt nhìn khắp đại lục, bí cảnh nhiều như chó. Thế giới nhỏ đâu đâu cũng có. Không quá nổi danh thì làm sao đại lão như Thẩm Thanh Huyền nhớ được. Thẩm Thanh Huyền có thể dùng thần thức quét một vòng xác định phương hướng. Nhưng có hơi hưng sư động chúng, 1. Hơn nữa người có tu vi quá thấp nếu bị quét chúng sẽ tạo thương tổn đối với tinh thần. 1. Hưng sư động chúng bằng huy động nhân lực. Liên Hoa tôn chủ chính là người nhân từ. Thẩm Thanh Huyền liền gọi Tăng Tử Lương tới. Lão Tăng đột nhiên bị gọi, căng thẳng tới mức cùng tay cùng chân, suýt nữa phải để đệ tử mình dìu đi. Càng đến gần Vạn Tú Sơn, Tăng Tử Lương càng khẩn trương. Hắn không phải kẻ cứng ngắc cố chấp như Diệp Trạm, cũng không phải không màng thế sự như Trịnh Tình. Trong 6 người hắn trải đời sâu nhất, cũng có dã tâm lớn nhất. Trong lòng có quỷ, đương nhiên sợ hãi hơn nhiều. Vạn Tú Sơn cũng giống như tên nó. Khói núi đầy trúc, hoa tươi rực rỡ, đẹp không giống nơi ở trần gian. Đáng thương Tăng Tử Lương không có tâm trạng thưởng thức. Đi tới bậc thềm cuối cùng, phía sau lão Tăng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngoài điện, một tiểu đồng môi hồng răng trắng hành lễ với hắn. Tăng trưởng môn, mời. Lấy tu vi Tăng Tử Lương, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu chân thân của đứa trẻ này. Là một tiểu hoa đào biến gốc chưa lâu. Nếu là bên ngoài, đối với hoa đào yêu nho nhỏ này, Tăng Tử Lương không cần phải nhìn nhiều. Nhưng đang ở Vạn Tú Sơn, lại còn trên Càn Thính Điện, là người theo hầu tôn chủ, Tăng Tử Lương hết mực quy củ hành lễ với tiểu đồng. Làm phiền. Túc Vũ đang trong độ tuổi đơn thuần nhất, cảm thấy trưởng môn này độ lượng hữu lễ, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Mau mau đi đi, đại nhân đang chờ ngài đó. Giọng Túc Vũ vô cùng lanh lợi êm tai. Tăng Tử Lương muốn nói lời khách sáo thăm dò, nhưng đã vào Càn Thính Điện, ngay cả một chữ hắn cũng không dám nhiều lời. Sợ nói nhiều sai nhiều, những tâm tư ngoằn ngoèo này của hắn. Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết, có điều chỉ cần không vi phạm, y luôn luôn mở một mắt nhắm một mắt, không hỏi nhiều lời. Thiên đạo tự xưng là chính đạo, thật ra lại kém chữ này khá xa. Trăm triệu năm qua đều là sinh tồn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Muốn chính thì có thể chính tới mức nào. Tăng Tử Lương rốt cục gặp được Thẩm Thanh Huyền. Giữa hương trà mịt mù, thân ảnh xanh nhạt kia là đại diện của thiên đạo. Tăng Tử Lương cúi người hành lễ, ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn nhiều. Thẩm Thanh Huyền nói, lại đây. Tăng Tử Lương cúi đầu đi qua, trong lòng bất an. Thật sự không biết lần này tôn chủ truyền hắn là vì chuyện gì. Thẩm Thanh Huyền gõ phần đất trống bên cạnh. Một chiếc ghế tinh xảo xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền, ngồi đi. Ghế dựa tôn quý như thế, Tăng Tử Lương nào dám ngồi. Hắn run giọng, đệ tử không dám. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Chân Tăng Tử Lương lập tức mềm nhũn, lạch cạch ngồi xuống. Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, giọng nói cũng rất ôn hòa. Ta tìm ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi. Tới rồi, tới rồi. Tìm Tăng Tử Lương đập thình thịch. Có phải chuyện mình hắc bí bảo Thiên Hạc Môn, đoạt tài nguyên Tầm Nguyệt Tông bị tôn chủ biết hết rồi không? Thẩm Thanh Huyền lười dòm ngó tâm tư nhỏ của hắn, đi thẳng vào vấn đề. Bí cảnh Nguyệt Lạc, ngươi biết không? Bí cảnh Nguyệt Lạc. Tăng Tử Lương lập tức quỳ xuống. Tôn chủ, đệ tử biết sai. Thẩm Thanh Huyền. Tăng Tử Lương sợ tới mức muốn chết muốn sống. Trăm triệu không ngờ hắn chỉ mới tiếp xúc với người tâm vực một lần đã bị tôn chủ biết. Bí cảnh Nguyệt Lạc quả thực không phải bí cảnh lớn. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền, ngay cả cấp bậc đại lão như Tăng Tử Lương cũng không quá để ý. Nói nó là bí cảnh chi bằng bảo nó là rừng cây. Khoảng chừng 100 năm trước đã sinh ra, là bí cảnh va chạm với phàm thế. Gần đây rất nhiều người phàm đều tới đó hướng đường thành tiên. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ cấp thấp tới đó tu hành. Vì quy mô bí cảnh Nguyệt Lạc này quá nhỏ, cho nên thế lực khắp nơi không tranh đoạt. Thuộc khu vực công cộng, thiên đạo cũng được, tâm vực cũng thế, tu sĩ tầng dưới chót đều có thể vào mạo hiểm. Việc dọa Tăng Tử Lương sợ mất mật thật sự không đáng nhắc tới. Hắn tuổi cao vẫn không quên khai chi tán điệp, sinh con một đống. Đứa nhỏ nhất năm nay mới 18 tuổi, là một tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia sinh ra ở tu chân thế gia, đương nhiên phải tu hành. Nhưng cha hắn là tông chủ Vô Phương Tông, hắn đi đâu cũng toàn đi ngang. Trước kia phách lối đã quen không ai bì nổi. Đến bí cảnh Nguyệt Lạc cũng rất cuồng vọng. Tu sĩ thiên đạo kiêng dè cha hắn nên tránh hắn, nhưng tu sĩ tâm vực thì mặc kệ. Bọn họ dùng kế trói tiểu thiếu gia này lại. Còn gửi thư cho Vô Phương Tông. Tăng Tử Lương rất yêu thích đứa con trai này. Vừa nghe xảy ra chuyện liền gọi đệ tử đi giải cứu. Vì lo lắng an nguy thằng bé, nên Tăng Tử Lương cho những tu sĩ tâm vực kia không ít ưu đãi. Không ngờ việc này bị tôn chủ đại nhân phát hiện. Có khi nào tôn chủ nghĩ hắn đạo tâm bất chính? Thông đồng giặc ngoài không? Chưa bàn tới có thông đồng giặc ngoài hay không? Đạo tâm Tăng Tử Lương quả thật bất chính. Chẳng trách đều là cùng lứa. Diệp Trạm vẫn là diện mạo thanh niên. Còn Tăng Tử Lương đã bước qua tuổi trung niên. Thẩm Thanh Huyền cầm chung trà nói, nhân giống dòng dõi là chuyện tốt. Nhưng sao không giáo dục cẩn thận? Tăng Tử Lương luôn miệng đáp, cẩn tuân, hai, thánh ý, hai, cẩn tuân, cẩn thận tuân thia. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, uống trà. Tăng Tử Lương run rẩy nâng chung trà lên. Sau khi uống một ngụm, linh khí trong lành tràn vào nội tâm. Những buồn bực tích tụ đều tan thành mây khói. Thay vào đó là đạo ý tối cao trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Dung mạo Tăng Tử Lương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục tuổi trẻ. Đau nhức trên thân thể tiêu trừ. Tâm linh cũng theo đó mà trầm tĩnh, lão tăng lệ rơi đầy mặt. Quỳ trên đất dập đầu, đa tạ tôn chủ. Thẩm Thanh Huyền khoát tay áo. Tăng Tử Lương trải qua lễ rửa tội này, có thể vì Thiên Đạo Cúc cung tận tụy mấy trăm năm. Trong lúc lão tăng cảm động nước mắt chảy ròng ròng, Thẩm Thanh Huyền lại nói, ở chỗ ta có hai tiểu đồng đắc đạo. Ngươi hãy an bài, để chúng nó tới bí cảnh Nguyệt Lạc hành tẩu một chuyến. Tăng Tử Lương nhớ tới đào hoa yêu nhìn thấy ngoài điện. Lập tức trả lời, xin tôn chủ yên tâm. Việc nhỏ như thế, đệ tử chắc chắn an bài thỏa đáng. Thẩm Thanh Huyền băng lòng. Tăng Tử Lương rời đi. Thẩm Thanh Huyền lại cho gọi Túc Vũ. Túc Vũ đang trong thời điểm khờ dại hồn nhiên nhất. Thấy Thẩm Thanh Huyền cũng không sợ. Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói, đã nhập đạo rồi thì nên tu hành. Ngày mai ngươi và một đồng bạn khác cùng tới bí cảnh Nguyệt Lạc đi. Túc Vũ kinh ngạc nói, đại nhân, con có thể rời Vạn Tú Sơn ư? Thẩm Thanh Huyền nói, đây là nhà ngươi. Đi hay về tùy ngươi. Túc Vũ vui tới mức mắt lấp lánh sao nhỏ. Thẩm Thanh Huyền xoa mái tóc mềm mại của nó. Nhẹ giọng, về chuẩn bị đi. Ngày hôm sau, Túc Vũ tỉnh lại thật sớm. Một đường chạy chậm lưng đeo bọc đi vào tiền điện. Lại nói tôn chủ bảo có người đồng hành với nó. Không biết là ai nữa, đang nghĩ. Túc Vũ lập tức nhìn thấy tiểu đồng đứng ở trước điện. Tiểu đồng, quay đầu. Một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn về phía nó. Túc Vũ hoàn toàn ngây dại. Thật đáng yêu, mái tóc đen nhánh, da thịt tuyết trắng, mắt to ngậm nước, một nốt chu sa ở mi tâm đỏ tới mức làm lòng người run rẩy. Qua thật lâu, Túc Vũ mới mở miệng. Ngươi, tiểu đồng, mềm giọng nhẹ nhàng nói, ta là Chiêu Yên, đào hồng ngậm mưa rơi, liễu xanh dầm sương mai, ba câu thơ Hán, đào hồng phục hàm Túc Vũ, liễu lục canh đới Chiêu Yên. Đây là câu thơ tôn chủ từng nói với nó. Túc Vũ vui mừng hỏi han, ngươi là biến thân của cây liễu ư? Chiêu Yên gật đầu, ừ. Xem ra đây là bạn đồng hành của nó. Túc Vũ vui sướng quá chừng, hành lý của ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi từ biệt tôn chủ đi. Chiêu Yên nói, tôn chủ ra ngoài rồi. Bảo chúng ta trực tiếp xuống núi là được. Túc Vũ không nghi ngờ y. Liên tục gật đầu, cũng được. Nó kéo tay Chiêu Yên, nào, dập đầu với tôn chủ đi. Tuy tôn chủ không ở đây, nhưng quy củ nên có không thể thiếu. Túc Vũ tuy còn nhỏ nhưng sống trên Vạn Tú Sơn, đạo tâm vững vô cùng. Chiêu Yên do dự một chút, Thẩm Thanh Huyền sợ y vừa quỳ, đại điện sẽ sập, Vạn Tú Sơn lờ ngay. Thôi, vẫn nên dùng ảo thuật đi. Túc Vũ vui vẻ lôi kéo tiểu đồng bọn xuống núi. Hồn nhiên không biết tiểu đồng bọn này không chỉ không nhỏ mà còn rất lớn, so với tuổi của Túc Vũ. Có thể nói Thẩm Thanh Huyền tương đối lớn. Biến thành Chiêu Yên xuống núi cũng là phỏng đoán của Thẩm Thanh Huyền. Nhiệm vụ trên ngọc giản là trong vòng 5 ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Nhiệm vụ này trông thì đơn giản. Lấy một mình Thẩm Thanh Huyền ra nói. Đừng nói 5 ngày. Đi về chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng cái này cần phải trả giá. Không phải Thẩm Thanh Huyền trả giá, mà là bí cảnh Nguyệt Lạc. Một bí cảnh nhỏ như thế, nếu tự thân Thẩm Thanh Huyền tới, phòng trừng trực tiếp nổ tung, nát không còn một mảnh vụn. Phần lớn bí cảnh hình thành đều có căn cứ, thường là tự hình thành lá chắn, bảo vệ một phương mới có thể sinh sôi ngàn vạn linh vật. Mà lá chắn này nhất định có hạn chế. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền, dù là Tăng Tử Lương, lá chắn này biết đâu chừng cũng chịu không nổi. Linh khí hấp dẫn lẫn nhau là điều không tránh khỏi. Linh khí trong cơ thể Tăng Tử Lương lớn hơn lá chắn này, sẽ không ngừng hấp thu nó, cuối cùng làm bí cảnh này không còn tồn tại nữa. Mặc dù là bí cảnh cấp thấp, nhưng đối với sự trưởng thành của đời sau có giá trị tồn tại rất lớn. Cho nên tu vi tới một cảnh giới nhất định, tu sĩ sẽ không tiến vào loại bí cảnh này. Thẩm Thanh Huyền lại không thể không đi. Y còn phải lo nghĩ thật nhiều. Bí cảnh này không thể hủy. Không nói tới người đời sau, dù sao chỉ cần lão đại nhấc tay là có thể tạo vài bí cảnh cho bọn họ. Chỉ cần là nhiệm tiếp theo trên ngọc giản này, bí cảnh Nguyệt Lạc nhất định phải tồn tại. Y không tin ngọc giản chỉ bảo y đi chuyến này. Nhất định còn có thứ 8, thứ 9, thứ 10, cho nên Thẩm Thanh Huyền áp chế tu vi, hóa thành một tiểu đồng, dùng cách bình thường nhất tiến vào bí cảnh. Dọc đường Túc Vũ díu ra díu rít, chẳng giống hoa đào yêu mà giống chim hoàng oanh hơn. Hai người họ rất gây chú ý. Hai tiểu đồng để tóc chỏm, trông trắng trắng mềm mềm, mặc cho ai thấy đều sẽ nhìn thêm vài lần. Túc Vũ tuổi nhỏ ngây thơ, đi tới ngoài bí cảnh, thấy cả đống quầy bán hàng, mắt lập tức sáng lên. Tăng Tử Lương làm việc thỏa đáng, cho mỗi người một cái túi càn khôn. Đồ vật trong túi càn khôn, còn nhiều hơn cả bảo bối sản sinh trong bí cảnh Nguyệt Lạc. Khi Túc Vũ nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường, nó liền hí hửng nói, Triệu Yên ngươi muốn ăn không? Thẩm Thanh Huyền, Túc Vũ lại cho rằng y thẹn thùng, nếm thử xíu thôi. Không sao đâu, nói xong nó lại chạy đi mua hai sâu. Túc Vũ cắn một cái, nháy mắt mặt mày hớn hở, ngọt ghê. Thẩm Thanh Huyền cũng cắn một cái, mi tâm hơi nhíu. Thật khó ăn. Túc Vũ vừa ăn vừa tán thưởng, ăn thật ngon. Ăn ngon quá đi, Thẩm Thanh Huyền thật sự ăn không trôi. Dùng pháp thuật làm cho nó biến mất. Dù sao y vẫn chưa tiến vào bí cảnh, có dùng pháp thuật cũng không gây trở ngại. Y nghĩ thế, lại không ngờ dao động nhỏ này làm cho người nào đó ở rất xa định vị được y. Túc Vũ mua một loạt thứ thượng vàng hạ cám, 4, xong mới cùng Thẩm Thanh Huyền đi vào bí cảnh. Sau khi vào, Thẩm Thanh Huyền liền kiểm tra ngọc giản, 4, thượng vàng hạ, cám, linh tinh điều, thứ 7, đáng lẽ nên biến thành màu xám vẫn còn sáng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây không phải là bí cảnh Nguyệt Lạc, tại sao nhiệm vụ không hoàn thành? Chẳng lẽ hóa thành tiểu đồng Chiêu Yên thì ngọc giản không nhận ra y nữa? Thẩm Thanh Huyền vốn cảm thấy đầu óc ngọc giản này không dùng được, hiện giờ lại càng thêm ghét bỏ. Nhưng y không muốn biến về diện mạo vốn có. Dưới tình huống không áp chế tu vi, có rất ít người dám nhìn thẳng y, nhưng đã áp chế tu vi, còn lộ ra hình dáng ban đầu, dù bí cảnh Nguyệt Lạc không sập, y cũng không tiện hành động. Trước kia lúc y chưa thành thánh, vì chuyện này mà sát giới không ít lần. Y đứng bất động, Túc Vũ gọi y, Chiêu Yên, mau đến xem. Thẩm Thanh Huyền thu lại tâm trạng đi theo. Chờ chút nào, có lẽ có điều kiện gì đó chưa thành. Chẳng hạn phải ở bao lâu trong bí cảnh mới được tính là tiến vào. Túc Vũ phát hiện một bụi hoa xinh đẹp. Hoa này dáng dấp thấp bé, không có cành lá, trông như mảng lớn tuyết trắng trải trên mặt đất, hút lấy ánh nắng sáng ngời, chiết xạ ra tia sáng trong vắt. Túc Vũ nhìn chằm chằm chúng, nói, tôn chủ đại nhân nhất định sẽ thích. Tiểu tuyết hoa, thần thánh tinh khiết như thế, nhất định có thể khiến tôn chủ yêu thích. Thẩm Thanh Huyền cười, trong lòng lại nói, tôn chủ ngươi không thích màu sắc đốt giấy để tang này đâu. Túc Vũ tiếc nuối bảo, thật muốn hái một ít về cho tôn chủ. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta vẫn nên chuyên tâm tu hành mới không phụ kỳ vọng của tôn chủ. Túc Vũ lập tức giữ vững tinh thần, đúng. Chiêu Yên hiểu chuyện hơn ta nhiều, đại lão không muốn nhận lời khen ngợi này. bọn họ đang định đi. Tiểu Tuyết Hoa, thuần khiết, kia đột nhiên nổi điên. Móng vuốt sắc bén nắm chặt mắt cá chân Túc Vũ. Túc Vũ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Làm gì có Tiểu Tuyết Hoa? Rõ ràng là một cự thú hung mãnh đang nhe răng nhếch miệng chờ bọn họ. Chạy mau! Túc Vũ gấp giọng quát Thẩm Thanh Huyền. Chiêu Yên, ngươi chạy mau, đại gia hỏa này sao có thể đánh thắng được? Nó đã bị bắt, không thể liên lụy thêm Chiêu Yên. Thẩm Thanh Huyền sao có thể chạy? Y nếu muốn xử lý thứ nhỏ bé này, ngay cả tay cũng chẳng cần động. Nhưng đối với hai tiểu đồng như Túc Vũ và Chiêu Yên, nó quả thật rất đáng sợ. Nói tới cũng kỳ, Thẩm Thanh Huyền rất buồn bực. Mãnh thú này trông cũng phải cấp 2. Sao lại xuất hiện ở lối vào bí cảnh, y áp chế tu vi. Cảm giác cũng giảm theo. Hơn nữa một con bọ nhỏ bé thế này với y mà nói chẳng khác gì so với Tiểu Tuyết Hoa chân chính. Cho nên không cảm nhận được từ sớm. Chẳng qua nếu biết cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Vì dù sao Chiêu Yên sẽ không cảm nhận được. Túc Vũ còn tưởng Chiêu Yên bị dọa không động đậy nổi, tuy nó bị bắt. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn cố lấy dũng khí thật lớn. Móc pháp khí trong túi càn khôn. Muốn tranh thủ thời gian cho Chiêu Yên chạy trốn, những thứ tăng tử lương đưa đều vô cùng tốt. Nhưng dẫu có là thần binh lợi khí vẫn cần chủ nhân khống chế. Dù Túc Vũ có linh lực thuần khiết, song kinh nghiệm thực chiến bằng không. Đột nhiên đối mặt địch nhân cỡ này, phần thắng có thể bỏ qua không tính. Có điều tiểu gia hỏa này cũng thông minh lắm. Sau khi mãnh thú kéo nó tới gần, nó đột nhiên rút kiếm, không chút do dự đâm vào mắt mãnh thú, có dũng có mưu. Tư chất tốt vô cùng, chỉ tiếc vẫn còn khá ngây thơ. Tuy mắt là điểm yếu, nhưng loại mãnh thú này phần lớn chưa mở trí. Sau khi bị thương sẽ càng thêm nổi điên, phát huy năng lực lớn mạnh hơn. Lấy bản lĩnh Túc Vũ và Chiêu Yên hiện tại, dù dẫy được gồng cùng xiềng xích cũng chạy không được xa. Túc Vũ ngã xuống từ giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn, trong mắt đều là dục vọng cầu sinh. Chạy! Nó kéo tay Thẩm Thanh Huyền chạy như điên. Phía sau là mãnh thú gào thét, đằng trước là tiểu đồng chật vật chạy trốn. Cảnh này ai nhìn thấy đều sẽ đoán nhất định giữ nhiều lành ít. Có điều chưa phải lúc Thẩm Thanh Huyền ra tay. Đã đến bí cảnh này thì Túc Vũ quả thật nên rèn luyện một trận. Tuy không ra tay, nhưng y có thể giúp nó. Để Chiêu Yên giúp nó. Bên này, Thẩm Thanh Huyền nói với Túc Vũ. Túc Vũ làm gì còn thời gian suy nghĩ. Lập tức theo chỉ thị Thẩm Thanh Huyền chạy về rừng cây bên trái. Rừng cây rất sâu và lớn. Chạy rất phí sức. Không bao lâu Túc Vũ đã đầy mồ hôi thở hồng hộc. Mệt tới mức sắp không nhấc chân nổi. Thế nhưng mãnh thú phía sau càng chạy càng nhanh. Vì muốn mau chóng đuổi kịp con mồi mà phát ra tiếng thở dốc, khừ khừ, đầy hưng phấn. Túc Vũ căn bản không dám quay đầu. Nhưng nó biết mãnh thú cách bọn họ ngày càng gần. Tiếng khừ khừ, hơi thở tanh nồng và cả âm thanh chấn động khi cự trưởng vỗ xuống ngày càng rõ rệt. Chạy không nổi nữa, cuộc chiến trước đó đã làm Túc Vũ cạn kiệt thể lực. Hiện tại đã tới cực hạn, sắc mặt nó trắng bệch. Trán đầy mồ hôi. Mái tóc mềm mại ướt đẫm dán hai bên gò má. Cả người trông cực kỳ chật vật. Chiêu Yên, Túc Vũ thở hổn hển nói với tiểu đồng bên cạnh. Ngươi chạy tiếp đi. Đừng quay đầu. Chiêu Yên nắm chặt tay nó. Không được. Chúng ta phải cùng chạy. Túc Vũ nói. Ta có thể đấu với nó. Ta biết nhược điểm của nó. Ngươi chạy trước đi. Tìm người tới giúp. Ta có thể. Nói chuyện còn thở tới mức này. Phòng trường dừng lại chỉ có một chữ, chết. Thẩm Thanh Huyền nhìn ánh mắt sáng ngời của nó. Trong lòng mềm nhũn, thật là một đóa hoa đào đáng yêu. Ngay thời điểm mấu chốt, đằng trước sáng lên ánh dạng đông. Thẩm Thanh Huyền giả vờ kinh hỉ nói, có người. Túc Vũ, phía trước, có người. Túc Vũ nhìn theo. Quả thực thấy được bóng người đông đúc. Cứu mạng. Tiểu hoa đào gấp giọng kêu cứu, kéo lực chú ý của mấy tu sĩ phía trước. Đằng trước có 5, 6 người, đủ để đánh bại mãnh thú ba chảo này. Túc Vũ vốn đã mệt cực kỳ, nhưng hiện tại lại bộc phát lực lượng kinh người. kéo Thẩm Thanh Huyền chạy như điên. Động tĩnh bên này không nhỏ. Mấy tu sĩ kia cũng đã nhận ra. Vừa thấy tình cảnh này, bọn họ đồng loạt dùng pháp bảo, cùng nhau công kích mãnh thú. Mãnh thú cấp 2 đối với Túc Vũ tuy chí mạng, nhưng trước mặt mấy tu sĩ này cũng chỉ là vật tốt để rèn luyện. Đằng trước đánh nhau từng trận sáng xanh, phía sau Thẩm Thanh Huyền lại thu xếp Túc Vũ ở sau cây đại thụ. Tiểu Hoa Đào mệt thở không ra hơi, vừa sợ vừa bị dọa, cả người đều hư thoát. Thẩm Thanh Huyền đưa ấm nước cho nó. Túc Vũ há to miệng uống, hơn nửa ngày mới lấy lại sức. Thẩm Thanh Huyền nói với nó, đỡ hơn chút nào không? Túc Vũ lộ ra nụ cười sáng ngời sống sót sau tai nạn, ừ. Thẩm Thanh Huyền liếc mắt ra sau, cúi đầu che giấu tâm trạng nơi đáy mắt. Sống sót sau tai nạn, chỉ sợ lại là một vực sâu khác. Khi Túc Vũ đứng dậy, cuộc chiến đằng trước đã kết thúc. Mãnh thú tuyệt vọng gào thét một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống. Mấy tu sĩ thở phì phò, trông khá nhẹ nhõm. Túc Vũ khâm phục nói, ta cũng muốn trở nên lợi hại như vậy. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Túc Vũ nghênh đón, đa tạ các vị tiền bối. Nó cúi đầu hành lễ, thật tâm cảm kích ơn cứu mạng này. Tu sĩ cao gầy trong đó nói, tiện tay mà thôi, chẳng đáng nhắc tới. Lời này càng khiến Túc Vũ cảm động quá chừng. Người cao gầy lại hỏi Túc Vũ, hai người các ngươi từ môn phái nào? Vạn Tú Sơn không phải môn phái. Túc Vũ cũng không phải đồ đệ Thẩm Thanh Huyền, cho nên nó lắc đầu nói, chưa từng bái nhập sư môn. Kẻ cao gầy kia khẽ nhướng lông mày, tha thiết hỏi, hai người có bằng lòng đồng hành cùng bọn ta không? Túc Vũ hết sức kinh ngạc, chúng ta có thể ư? Người cao gầy nói, đương nhiên. Đều là người thiên đạo, về lý phải nên hỗ trợ. Túc Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, kinh hỉ nói, Chiêu Yên, chúng ta. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, ta nghe theo ngươi. Túc Vũ vui vẻ nắm chặt tay Thẩm Thanh Huyền. Mấy tu sĩ kia nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền xong đều run lên. Sau đó tham lam trong mắt càng sâu hơn. Thẩm Thanh Huyền vờ như không phát hiện. Túc Vũ rất đơn thuần. Đáng tiếc thế giới này, đơn thuần sống không lâu. Lúc thu thập thi thể mãnh hú, đôi bên giới thiệu lẫn nhau. Mấy tu sĩ này đến từ môn phái khác nhau. Sau khi tới bí cảnh Nguyệt Lạc mới quen biết. Thế là cùng nhau hành tẩu. Kẻ cao gầy kia tên Vương Vũ, rất dẻo miệng. Gã biết rất nhiều, dỗ cho tiểu hài tử không dành thế sự như. Túc Vũ trong mắt toàn là khâm phục. Còn có một tu sĩ hơi mập tên Lý Chuẩn. Người này vẫn luôn muốn tiếp cận Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền vờ như thể sợ người lạ, luôn theo sau Túc Vũ. Túc Vũ còn nói với Thẩm Thanh Huyền rằng, Chiêu Yên ngươi đừng sợ nha. Vương đại ca và Lý đại ca đều là người tốt. Thẩm Thanh Huyền vẫn chỉ nhìn nó. Túc Vũ rất có phong phạm đại ca ca mà bảo, Chiêu Yên sợ người lạ. Vương đại ca, Lý đại ca, các ngươi đừng để bụng. Lý Chuẩn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, nói, không ngại không ngại, từ từ rồi sẽ quen. Bỏ công một ngày, Túc Vũ liền xem mấy ân nhân cứu mạng này là đại ca tốt. Sau khi trời tối, sắc mặt đại ca tốt chính thức lộ ra. Bọn hắn hạ dược vào bữa tối, cho nên không sợ. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Huyền đã sớm giải dược trong cơm của Túc Vũ. Cho nên khi Vương Vũ trói Túc Vũ mở mắt ra. Vương Vũ ngừng lại. Túc Vũ vẫn còn đang mơ hồ. Vương đại ca, Vương Vũ không giả vờ nữa. Hắn cười suy một tiếng, không ngờ có thể kháng dược. Tiếc là chậm rồi, thả ta ra. Thẩm Thanh Huyền cố ý hô lớn nhắc nhở Túc Vũ. Túc Vũ nháy mắt thanh tỉnh, thấy dây từng cột trên người mình. Nó ngẩn người rồi nói, các ngươi, đang làm gì hả? Vương Vũ cười nói, Hoa Đào yêu, Thanh Liễu yêu, các ngươi đáng giá lắm đó. Túc Vũ trợn to mắt, Vương đại ca ngươi đang nói gì đó? Vương Vũ véo gương mặt trắng nõn của Túc Vũ một cái. Chỉ có tiểu yêu như các ngươi mới đơn thuần thế này. Túc Vũ không ngốc, tới hoàn cảnh này rồi mà còn không hiểu sao. Thế nhưng nó không thể tin nổi. Đầy mắt đều là không dám tin. Vương Vũ thay đổi hình người dáng người ban ngày. Cười đến là hèn hạ, ngoại hình các ngươi trông không tệ. Dùng dược thúc nhất định càng thêm mê người. Lý Chuẩn Âm trầm nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền bày ra dáng vẻ sợ hãi khiếp đảm. Hắc! Lão Vương, Lý Chuẩn hỏi đồng bạn mình. Ta bán một giữ một đi. Vương Vũ nện một đấm lên đầu gã, thành thật chút đi. Đều là tiền không đó, lúc này Túc Vũ triệt để hoàn hồn. Nó nhìn Triều Yên đang sợ tới mức run lên. Nhất thời lòng như dao cắt. Các ngươi, Túc Vũ hiểu ra. Hai tròng mắt đỏ bừng. Quay cuồng trong lồng ngực đều là lửa giận ngút trời. Ngày hôm nay nó thật sự trải qua rất nhiều biến cố. Đầu tiên là bị Tiểu Tuyết Hoa trông vô hại dụ dỗ. Rồi đụng phải mãnh thú. Sau đó là sinh tử giao tranh. Chạy trốn tới suýt tắt thở mới tìm được đường sống. Vốn tưởng gặp được cứu tinh. Gặp được người tốt. Kết quả trong một đêm ân nhân biến thành cầm thú. Tầng tầng đả kích rơi xuống. Túc Vũ rốt cục bạo phát. Dù sao cũng đắc đạo trên Vạn Tú Sơn. Tiềm lực vô tận. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể nó. Phá vỡ sự trói buộc của dây thừng. Vương Vũ nhớn mày. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Túc Vũ tức giận nói. Thả cậu ấy ra. Vương Vũ căn bản không sợ nó. Ha ha. Tiểu Hoa Đào. Ta thấy ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa nói xong. Gã quất một roi về phía Túc Vũ. Dù linh lực tinh thuần hùng hậu, nhưng đến cùng vẫn không có kinh nghiệm thực chiến. Hoàn toàn nhờ vào sự ngoan cường liều lĩnh chiếm thượng phong. Vương Vũ không muốn làm nó bị thương. Sợ bán không được giá tốt. Cho nên liên tiếp bại lui. Dường như bị áp chế. Lúc này Lý Chuẩn bóp cổ Thẩm Thanh Huyền. Cao giọng nói, có phải ngươi muốn nhìn nó chết không? Túc Vũ lập tức ngừng lại. Trong mắt đều là lo lắng. Đừng làm cậu ấy bị thương. Vương Vũ nhân cơ hội tiến lên. Một roi trói nó lại. Vậy ngươi thành thật chút cho ta. Túc Vũ trợn to mắt. Con ngươi biến thành màu đỏ diễm lệ. Bên trong đều là không cam lòng và hối hận. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đã đến lúc. Y đang định ra tay. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Vốn là đêm đen như mực lại nhuộm chút đỏ thẫm. Trong không khí vắng lặng phiêu tán mùi hương ngọt ngào khó thể diễn tả bằng lời. Bọn người Vương Vũ và Lý Chuẩn ngưng thần đề phòng. Nhìn khắp nơi, ai, là, chữ thứ ba còn chưa nói ra. Yết hầu bọn hắn đều bị xé toạc. Máu tươi phun ra. Tầm mắt bọn hắn nhìn nhau đều là không thể tin nổi. Một mảnh lá đỏ dính máu rơi xuống. Thân ảnh trong gió lạnh âm u đáp xuống. Tóc hắn đen như mực. Da lại trắng như mây. Khóe môi cong lên trông đa tình mà nguy hiểm. Hắn xoay người. Cẩn thận ôm lấy Thẩm Thanh Huyền. Thấp giọng hỏi. Sao lại là mình chật vật thành thế này? Giọng nói này sao mà lưu luyến uyển chuyển. Tựa như tình nhân thì thầm bên tai. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Sao mắt biến thành màu xanh rồi? Xấu quá chừng. Suy nghĩ của tác giả Cố Kiến Thâm. Thay đổi màu mắt thôi mà vợ đã không yêu ta nữa. Rốt cuộc ngươi yêu ta hay yêu mắt ta? Tôn chủ mặt lạnh lùng, đôi mắt màu đỏ cơ. Người tới đương nhiên là Cố Kiến Thâm. Dù hắn áp chế tu vi, nhưng ngoại hình không thay đổi. À, đổi rồi. Đôi mắt xinh đẹp đổi màu rồi. Thẩm Thanh Huyền hết sức bất mãn. Nghĩ tới mình còn nhiệm vụ khen ngợi đôi mắt hắn. Nhất thời càng thêm bất mãn. Tán thưởng đôi mắt hắn. Không ít hơn 3 câu. Ha ha, một chữ cũng không muốn nói. Trải qua chuyện này Túc Vũ đã cẩn thận hơn. Đôi mắt diễm sắc nhìn chằm chằm Cố Kiến Thâm. Vô cùng đề phòng, ngươi là ai? Ân nhân cứu mạng không nhất định là ân nhân cứu mạng. Cứ nhìn đám người Vương Vũ Lý Chuẩn trước đó thì biết. Cố Kiến Thâm mỉm cười. Trắng trợn nói dối, chào công tử. Ta tới đón thiếu gia. Nói xong liền nhìn tiểu đồng trắng mềm trong ngực mình. Túc Vũ sững sờ. Là tới đón Triều Yên ư? Thẩm Thanh Huyền, ngay câu đầu tiên đã lộ tên. Cố Kiến Thâm thuận đường nói tiếp, đúng thế. Túc Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền. Trong mắt hoa đào ngập nước là một mảnh mờ mịt. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng. Chờ xem cái tên phía sau nói mò kiểu gì. Cố Kiến Thâm từ tốn giải thích mạch lạc. Triều Yên là thánh tử gia tộc ta. Do thể yếu nhiều bệnh nên đưa tới Vạn Tú Sơn an dưỡng. Túc Vũ bị lừa tới sửng sốt. Nó nhìn sang Thẩm Thanh Huyền hỏi, phải không? Thẩm Thanh Huyền muốn xem rốt cục trong hồ lô Cố Kiến Thâm bán thuốc gì. cho nên gật đầu đồng ý, đúng vậy. Lần này Túc Vũ không chút mảy may nghi ngờ. Hiện giờ nó không tin được người ngoài, nhưng vẫn tin tưởng Chiêu Yên 100%. Cố Kiến Thâm bịa chuyện vô cùng hăng hái. Tiếp tục nói, hôm qua tôn chủ báo cho tộc ta biết. Thánh tử đã xuống núi rèn luyện. Trưởng lão liền an bài ta đến chăm sóc thiếu gia dọc đường. Túc Vũ đã triệt để tin tưởng, ra là thế, Thẩm Thanh Huyền suy xét. Thấy thế này cũng được. Vì thế ngầm đồng ý, Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn tiểu đồng trong ngực, thiếu gia. Ta là Thanh Thâm, người hầu của ngài. Đế tôn Cửu Uyên của Tâm Vực là người hầu y, có thể. Thế gian này cũng chỉ có Thẩm Thanh Huyền nhận nổi hắn. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Thả giọng nói, thả ta xuống. Tôn chủ đại nhân cũng nhập diễn rất nhanh. Rất có phong phạm, thánh tử. Cố Kiến Thâm rũ mắt, vâng. Nói rồi hắn buông tay. Đặt Thẩm Thanh Huyền lên một nơi sạch sẽ. Rốt cục Túc Vũ kịp phản ứng. Nó đến gần Thẩm Thanh Huyền nói, ta còn tưởng ngươi cũng biến hóa từ trên Vạn Tú Sơn giống ta. Nó sống ở Vạn Tú Sơn. Vốn là tiểu hoa đào vô tri vô giác. Nhờ Liên Hoa tôn chủ xuất quan, linh khí Vạn Tú Sơn ngập tràn bốn phía mà ngoài ý muốn đắc đạo. Có thể nói may mắn tới cực điểm. Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói với nó, thật xin lỗi. Trước đó không nói rõ với ngươi. Túc Vũ khoát tay bảo, không sao mà. Ta cũng đâu có hỏi. Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ, ngươi có hỏi ta cũng không bịa ra được trò này. Túc Vũ vẫn rất tò mò. Tộc các ngươi đều hóa thân từ thanh liễu ư? Bộ tộc thanh liễu, sợ không phải chỉ là một cây liễu to. Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nói tránh đi, hai vị thiếu gia. Mời rời bước chậm rãi trò chuyện. Túc Vũ ngượng ngùng nói, ta tên Túc Vũ. Ngươi gọi tên ta là được, Cố Kiến Thâm nói, Túc Vũ thiếu gia. Mời. Thẩm Thanh Huyền cười khẽ một tiếng. Cố Kiến Thâm nhìn sang y. Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mở. Im lặng nói, bệ hạ còn có sở thích này ư? Cố Kiến Thâm không nói gì. Chỉ cười đến là lưu luyến đa tình. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng mở mắt. Lúc đôi mắt Cố Kiến Thâm vẫn là màu đỏ. Nụ cười này hoa phù dung không sao sánh bằng. Hiện tại thì, sờ âu xấu, 1, 2, ro là chi ô, đọc ghép thành từ châu, châu, nghĩa là, xấu. Cố Kiến Thâm dẫn bọn họ rời khỏi nơi huyết tinh này. 5 người bị một mảnh lá đỏ của Cố Kiến Thâm diệt sạch. Giờ phút này máu tươi thấm đất. Mùi tanh gai mũi. Túc Vũ không sợ. Nó không phải người. Đối với một số chuyện đáng sợ không có cảm xúc lớn gì. Nhưng nói chuyện giữa một đống thi thể và máu hiển nhiên không thỏa đáng. Cho nên đổi sang nơi khác. Đi được một lúc, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền, thiếu gia mệt không? Đã hơn mấy ngàn năm Thẩm Thanh Huyền không cảm nhận được mùi vị mệt mỏi là như thế nào. Chẳng qua Túc Vũ đã hơi mệt. Một ngày này đối với nó mà nói vô cùng dày vò. Vừa chiến đấu vừa liều mạng chạy trốn lại còn phá vỡ tam quan. Đi chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dốc. Thẩm Thanh Huyền phòng theo dáng vẻ của nó. Cũng làm cho bản thân sắc mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng thở gấp. Nào ngờ vừa bày ra bộ dạng này. Cố Kiến Thâm đã đưa tay ôm y, còn một đoạn đường. Để ta ôm ngài đi vậy. Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm thân cao tay dài. Ôm Thẩm Thanh Huyền như đang bế búp bê vải không trọng lượng. Túc Vũ thấy hai gò má ửng đỏ của Thẩm Thanh Huyền. Cũng bảo, Chiêu Yên đừng miễn cưỡng. Hôm nay ngươi vất vả rồi. Thẩm Thanh Huyền nói, ta tự đi được. Cố Kiến Thâm hạ giọng, thân thể ngài không thể so với Túc Vũ thiếu gia. Đừng nên cố gắng chống đỡ. Túc Vũ lập tức nhớ ra trước đó Cố Kiến Thâm đã nói Chiêu Yên, thể yếu nhiều bệnh. Thế là vội vàng khuyên, là ta sơ ý. Quên mất thân thể ngươi không tốt, sau đó Túc Vũ lại nói lời thấm thía, bí cảnh nguyệt lạc này nguy cơ tứ phía. Ngươi phải dự trữ thể lực, phòng ngừa chúng ta lại gặp kiếp nạn. Thẩm Thanh Huyền, đáy mắt Cố Kiến Thâm đều là ý cười, thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt đi nào. Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn. Cười thật ngọt ngào, vậy vất vả ngươi rồi. Cố Kiến Thâm ngẩn ra. Chớp mắt sau, Thẩm Thanh Huyền sử dụng thiên cân trụy, 2, nằm trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm. Dùng vật nặng để luyện đòn chân. Cố Kiến Thâm biến sắc. Suýt nữa là vứt thánh tử tôn quý trong ngực đi. Thẩm Thanh Huyền cố ý nắm chặt áo ngực hắn. Cả người Cố Kiến Thâm suýt bị y kéo ngã. Túc Vũ nhận ra. Kinh ngạc hỏi han. Chiêu Yên nặng lắm sao? Tiểu thanh liễu trắng nõn mảnh mai. Nhìn sao cũng không thấy nặng bao nhiêu. Sao lúc này cứ cảm thấy Cố Kiến Thâm ôm mệt lắm vậy? Cố Kiến Thâm cười nói. Rất nhẹ, nhẹ y như một ngọn núi nhỏ. Nếu ở ngoài bí cảnh Nguyệt Lạc, đừng nói là núi nhỏ. Dù tôn chủ đại nhân nặng như núi biển, đế tôn đại nhân đều ôm nổi. Dẫu sao tu vi cũng bày ra kia. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì không muốn làm bí cảnh này sụp đổ, hắn phải áp chế tu vi. Tuy bảo lưu hạn mức cao nhất mà bí cảnh có thể thừa nhận, nhưng hiển nhiên Thẩm Thanh Huyền hóa thành tiểu thanh liễu cũng giữ lại hạn mức cao nhất của tu vi. Vậy nên y dùng thiên cân trụy. Cố Kiến Thâm thực sự phải kiên trì chịu đựng. Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, bằng không ta tự mình đi vậy. Giọng nói mềm mại, hệt như một tiểu ác ma. Cố Kiến Thâm càng thêm dùng sức ôm y, không việc gì. Vì thiếu gia phân ưu là chức trách của thuộc hạ. Thẩm Thanh Huyền chôn trong ngực hắn nói, khổ cực ngươi rồi. Cố Kiến Thâm ngoài cười nhưng trong không cười, không khổ cực. Vừa nói ba chữ kia xong, tiểu thanh liễu trong ngực lại nặng thêm 3 phần. Đi được nửa khắc, Túc Vũ Tâm địa lương thiện nhìn thấy một phần đất trống liền nhân tiện nói, chỗ này được nè. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chút đi. Cố Kiến Thâm đã ôm tới nổi sắp đứt tay. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng, chỗ này được không? Túc Vũ nói, rất tốt mà. Trống trải bằng phẳng, cũng không thiếu cây khô. Chúng ta có thể nhóm lửa. Còn có thể, nó còn chưa dứt lời. Thẩm Thanh Huyền cố ý nhíu mày nói, có phải cách hơi gần rồi không? Túc Vũ nhìn về phía y, sao cơ? Thẩm Thanh Huyền nói, bọn Vương Vũ nhất định có đồng lõa. Lỡ bọn hắn có thủ đoạn truyền tin gì thì sao? Ngộ nhỡ, lo lắng này rất có đạo lý. Mấy người họ đi không tính nhanh. Giá trị của hoa đào yêu và thanh liễu yêu cũng đủ để bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. Túc Vũ nặng nề nói, chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi. Nói xong nó lo âu nhìn Cố Kiến Thâm, Thanh Thâm đại ca, ngươi ổn không? Thẩm Thanh Huyền nín cười. Cũng băn khoăn lo lắng nhìn hắn, ngươi còn được chứ? Nếu không ta tự mình đi. Nam nhân sao có thể bị nghi ngờ, được hay không? Cố Kiến Thâm mập mờ cười. Chậm rãi nói, ôm một đêm cũng không sao. Thẩm Thanh Huyền mặt cười ngọt ngào nhưng trong lòng cười lạnh. Thuận tiện làm thiên cân trụy nặng thêm chút nữa. Cố Kiến Thâm đi gần 1 canh giờ. Rốt cục họ cũng tìm được chỗ đặt chân. Thẩm Thanh Huyền nói, thả ta xuống đây đi. Toàn bộ hành trình Cố Kiến Thâm đều bảo trì phong độ hoàn mỹ. Cẩn thận đặt y trên một tảng đá sạch sẽ. Túc Vũ cũng ngồi xuống. Thở sâu nói, cuối cùng có thể nghỉ ngơi chút rồi. Người nên nói lời này nhất phải là Cố Kiến Thâm. Nhưng đế tôn đại nhân đánh chết cũng không nói. Thẩm Thanh Huyền muốn coi Cố Kiến Thâm có thể giả vờ tới khi nào. Túc Vũ thật sự mệt muốn chết. Sau khi thu xếp ổn thỏa không lâu nó liền rúc vào trong túi ngủ thiếp đi. Dưới ánh trăng sáng, hai vị đại lão đỉnh cấp đương thời ngắm nhìn nhau. Thẩm Thanh Huyền mở miệng trước, bệ hạ quả là lịch sự tao nhã. Lại có thời gian rảnh tới bí cảnh nho nhỏ này du ngoạn. Cố Kiến Thâm ý vị thâm trường nhìn y. Tôn chủ thật sự không hiểu vì sao ta đến ư? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Chẳng lẽ thật sự tới tìm một vị thánh tử? Cố Kiến Thâm lặng yên nhìn y. Qua một lúc mới đáp, có thể. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, có thể. Cố Kiến Thâm nói, ta nghĩ. Thánh tử ở nơi đó. Rồi ở nơi kia. Ta tìm một lúc là có. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười. Không nói gì nữa. Đối mặt lối suy nghĩ điển hình của tâm vực này, y nửa chữ cũng không muốn nhiều lời. Dù sao tình huống trước mắt y không hợp nổi xung đột với Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nói, chắc hôm nay bệ hạ cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Cố Kiến Thâm khẽ cười, đã mệt như thế. Có mệt mỏi thêm cũng không hề gì. Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn chết cũng sĩ diện nên không bận tâm. Một đêm không nói chuyện. Đương nhiên hai người cũng một đêm không ngủ. Thẩm Thanh Huyền tranh thủ nhìn ngọc giản. phát hiện nhiệm vụ tiến vào bí cảnh kia đã biến thành màu xám nhạt. Hoàn thành. Là thời gian ở lại đây hay vì nguyên nhân nào khác, Thẩm Thanh Huyền dùng khóe mắt lườm Cố Kiến Thâm. Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Y đang suy tư. Ngọc giản tích tụ được chút lực lượng lại bắt đầu gây chuyện. Thứ 8. Để Cố Kiến Thâm ôm ngươi một cái. Bổ sung, phải thực hiện ở trong bí cảnh Nguyệt Lạc. Liên Hoa tôn chủ dù núi lở cũng bình tĩnh, hiện dòng chữ này xong. Ngọc giản cảm thấy mình sống không được lâu nữa. Dứt khoát tắt ánh sáng. Trực tiếp nằm ngay đơ giả chết. Mặt cười, suy nghĩ của tác giả, Cố Kiến Thâm, vợ thật ngạo kiều. Không sao ta vẫn thích. Tôn chủ, mặt lạnh lùng. JPG, Huyền Mũ. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rõ là quá đáng. Bế cả ngày cũng không thấy tuyên bố nhiệm vụ. Ôm xong rồi mới báo. Ngọc giản này muốn chết thật à? Có điều ngọc giản cũng oan ức lắm. Trước đó nó bị dọa nên tiêu hao quá độ. Không còn chút lực lượng nào. Sao có thể tuyên bố nhiệm vụ? Đúng lúc nhiệm vụ tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc hoàn thành, nó mới có khả năng tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo. Xét đến cùng vẫn tại Thẩm Thanh Huyền không nên dọa nó. Su Xích Ma viết thường. Đương nhiên lời này ai dám nói. Dù sao ngọc giản không dám nói rồi đó. Nó ngoan ngoãn nằm ngay đơ. Cố gắng kéo cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Trời hừng sáng. Mọi người đều tỉnh dậy. Túc Vũ bắt chuyện với Thẩm Thanh Huyền, Chiêu Yên. Chúng ta ăn chút gì đi, Thẩm Thanh Huyền vừa nghe đến ăn. Mi tâm xinh đẹp hơi nhíu lại. Túc Vũ dỗ y, ăn chút thôi mà. Không ăn sao có sức. Nói xong nó lấy ra một đống thứ trong túi càn khôn. Tăng Tử Lương chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ngon. So với tu sĩ xuất hành bên ngoài thì xem như thượng đẳng. Có điều dù thượng đẳng cỡ nào, trong mắt Thẩm Thanh Huyền vẫn là canh thừa cơm nguội. Không đề cập tới chuyện y không ăn tục vật đã lâu. Thời còn ăn cũng chưa từng hưởng qua những thứ như thế này. Tiếc là đã vào bí cảnh. Y không cách nào tùy ý làm mấy thứ này biến mất. Vô luận là chuyển rời không gian hay ảo thuật đều không phải tu vi giai đoạn hiện tại có thể thi triển. Thật sự phải ăn ư? Thẩm Thanh Huyền im lặng không lên tiếng. Túc Vũ cảm thấy tiểu đồng bọn của mình đáng yêu quá chừng. Mỏng manh yếu ớt lại còn kén ăn. Quả nhiên là tiểu thiếu gia. May mà Thẩm Thanh Huyền không mở thần thức. Nếu không sợ rằng Túc Vũ đã xong đời. Đúng lúc này, Cố Kiến Thâm giải vây cho Thẩm Thanh Huyền. Sức khỏe thiếu gia không tốt. Không dám ăn loạn. Hóa ra thiết lập thân thể gầy yếu còn có thể dùng như vậy. Thẩm Thanh Huyền hơi hài lòng. Túc Vũ lập tức nói, ra thế ư? Vậy Chiêu Yên nên ăn những gì? Cố Kiến Thâm nói, chỗ thuộc hạ đã chuẩn bị từ trước. Nói xong, hắn lấy một túi càn khôn rực rỡ ánh vàng. Trông như vàng. Vàng chói mù mắt. Túc Vũ yên lặng phun tào, thẩm mỹ này. Chậc chậc, Thẩm Thanh Huyền không nói gì. Thế nhưng đôi mắt to tròn mất tự nhiên lườm ba liếc bốn. Cố Kiến Thâm dùng ảo thuật lấy đồ vật trong túi càn khôn. 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, Túc Vũ mở to mắt. Trợn mắt há mồm. Tấm thảm đỏ thẫm lấp lánh sợi bạc. Bàn ngọc màu cam nạm bảo thạch đỏ rực. Ngay cả bộ đồ ăn đều là mâm vàng đũa bạc chói mù mắt người ta. Bức tranh này. Toàn bộ đều bling bơ linh. Thẩm Thanh Huyền thấy thế đôi ngươi hơi mở. Nửa ngày không lên tiếng. Túc Vũ cho rằng y cũng bị choáng như mình. Hòa giải nói, ha ha. Rất sáng. Ngoài từ này ra nó không biết nên dùng gì để hình dung. Nhưng Thanh Thâm đại ca là người tốt. Mình không nên ghét bỏ thẩm mỹ của người ta. Chỉ có thể cố gắng khen vài câu. Cố Kiến Thâm rất mực tao nhã vươn tay, thiếu gia. Mời. Thẩm Thanh Huyền không động đậy. Túc Vũ tưởng y ghét bỏ. Dẫu sao bọn họ đều ở Vạn Tú Sơn. Nơi đất thiên sinh hiền tài kia có thể so với tiên cảnh nhân gian. Phàm phu tục vật này sao có thể sánh bằng. Đáng thương tầm mắt Thanh Thâm đại ca cạn hẹp. Cho rằng những thứ này là tốt nhất. Muốn dùng đồ tốt hầu hạ thánh tử. Nghĩ thế. Túc Vũ không đành lòng làm Thanh Thâm trung thành hộ chủ khổ sở. Vì thế nói với Thẩm Thanh Huyền, Chiêu Yên. Ngồi, Ngồi đi, nói chuyện thôi mà mắt cũng đau. Thẩm Thanh Huyền cứng ngắc gật đầu. Túc Vũ thấy y như thế, trong lòng ấm áp trào dâng. Thật đúng là đôi chủ tớ biết thông cảm, thấu hiểu, trân trọng lẫn nhau. Ngọc Giản, thiếu niên, ngươi sợ mình không mù đó à? Trên thực tế Thẩm Thanh Huyền làm gì ghét bỏ, sao có thể cự tuyệt, sao không mừng cho được. Y đang trải qua thử thách vô cùng lớn, đang cố gắng để bản thân đừng giết người đoạt bảo. Sau khi nhập tọa, Túc Vũ cảm thấy mắt mình càng đau. Đối diện cái bàn ánh vàng rực rỡ sáng đỏ lấp lánh là một thiếu niên thanh liễu như gió mát cuốn xương, thưa thớt như mây. Tương phản như thế khiến Túc Vũ không mở mắt nổi, chống đỡ. Túc Vũ tự nói với mình, Chiêu Yên còn chống đỡ được, nó cũng phải dáng chống đỡ. Không thể tổn thương trái tim Thanh Thâm đại ca, không thể khiến cố gắng của Chiêu Yên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khoan đề cập tới Tiểu Hoa Đào đang điên cuồng não bổ. Ta đến ngắm nhìn tôn chủ đại nhân cái nào. Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, nhưng cẩn thận chút có thể nhìn ra. Đôi mắt đen láy kia cất giấu ánh sáng, lấp la lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Cố Kiến Thâm khẽ nhếch môi mỏng, tiếp tục lấy đồ trong túi càn khôn. Sau bộ đồ ăn chính là bữa chính. Cố Kiến Thâm chuẩn bị phong phú. Thức ăn lấy ra tinh xảo ngon miệng, đồng thời mang theo độ ấm mới nấu. Hiển nhiên trong túi càn khôn vẫn còn càn khôn. Từng món ngon lên bàn. Túc Vũ bị trói tới đau mắt cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Trông ngon quá. Nghe mùi đã thấy ăn ngon cực kỳ. Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon rồi. Dù sao cũng do đại chủ Duy Tâm Cung tự mình nấu. Đi khắp thiên đạo và tâm vực cũng chỉ có một phần này. Cố Kiến Thâm rót hồng trà cho Thẩm Thanh Huyền, thiếu gia, mời chậm dùng. Vô cùng cẩn thận chu đáo. Dù là Thẩm Thanh Huyền thì giờ phút này cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Y không quen ăn vật thế tục, nhưng bày trên bàn đều là món ăn thượng hạng. Qua tay, đại sư nấu nướng, bất kể màu sắc hay hương vị đều là đồ tốt nhất. Thực sự không thể bắt bẻ. Túc Vũ thử một miếng liền sợ ngây người, ăn ngon quá đi. Túc Vũ nhìn về phía Cố Kiến Thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn kinh ngạc. Sao lại có món ăn ngon đến vậy, chẳng trách Thẩm Thanh Huyền kén ăn. Nếm qua mỹ vị cỡ này sao y còn nuốt trôi được thứ trong túi càn khôn của nó. Thẩm Thanh Huyền ăn một miếng cơm viên màu vàng tròn trịa. Túc Vũ nhìn về phía y, đầy mắt đều là, ăn ngon không, ăn ngon không? Có phải ngon lắm đúng không? Thẩm Thanh Huyền thản nhiên nói, tạm được. Túc Vũ, nó cũng gắp một viên cơm chiên giòn. Sau khi cho vào miệng liền cảm thấy mình sắp thăng thiên, vào miệng tan ngay. Để lại vị tinh khiết thơm lừng. Giữa môi răng như nở rộ vô số loài hoa. Tư thái linh động, uyển chuyển có 1 không 2, ăn quá ngon. Túc Vũ ngoài tán thưởng ra đã không còn cách nào có thể hình dung. Nó ăn một hồi mới chợt nhớ ra. Quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Thâm, Thanh Thâm đại ca. Những món này đều do ngươi làm ư? Cố Kiến Thâm gật đầu, đúng vậy. Túc Vũ sắp sùng bái chết hắn luôn. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn hắn. Hàm ý khóe mắt có thể dịch thành 4 chữ, mặt dày vô sỉ. Cố Kiến Thâm vờ như không phát hiện. Dù sao hắn nói đây là mình làm. Ngự chủ trong cung cũng không dám nói không phải. Sau khi ăn no, Cố Kiến Thâm lại bảo, thiếu gia, mới lui về sau một chút. Để ta thu dọn. Túc Vũ vội vàng nói, ta tới giúp ngươi. Cố Kiến Thâm nói, chút việc nhỏ này, không nhọc Túc Vũ thiếu gia lo lắng. Túc Vũ định nói thêm đôi lời. Thẩm Thanh Huyền đã tiếp lời nó, không sao đâu. Để hắn dọn đi. Hắn quen rồi. May mà người tâm vực không ở đây. Nếu không họ nhất định sẽ liều mạng với Thẩm Thanh Huyền. Bệ hạ tôn quý của họ. Đế tôn tối cao của họ. Thần tượng cả đời của họ. Giờ phút này vậy mà quen làm người hầu tạp vật. Túc Vũ đi tới cạnh Thẩm Thanh Huyền nói. Thanh Thâm đại ca đúng là một người tốt. Thẩm Thanh Huyền từ chối cho ý kiến. Ma tôn tâm vực giết người như ngoé. Lấy máu vấn đạo mà là người tốt à? Mắt Tiểu Hoa Đào này nhất định phải trị cho tốt. Túc Vũ không hiểu sao phát run. Trong chớp nhoáng, nó cảm thấy như mình nhìn thấy tôn chủ đại nhân. Cố Kiến Thâm thu dọn xong, mọi người liền lên đường tiếp tục mạo hiểm. Túc Vũ hưng phấn nói, luôn cảm thấy sau khi ăn cơm khí lực tràn đầy, nó gồng cánh tay nhỏ. Cảm thấy bên trong toàn là lực lượng. Không phải cảm thấy, mà là nhất định tràn đầy. Ăn vào đều là vật linh hiếm có. Uống đều là quỳnh chi ngọc nhưỡng. Phàm nhân uống một ngụm đã có thể ngộ đạo. Cũng may tiểu hoa đào sống ở Vạn Tú Sơn. Đắc đạo với thân thể vạn linh. Nếu không nó thật sự không tiêu. Nổi linh thực chân quý này. Thẩm Thanh Huyền vẫn còn cân nhắc nhiệm vụ trên ngọc giản. Cố Kiến Thâm thấy y không nhúc nhích. Giả vờ cung kính hỏi han nhưng thật ra đang trêu tức, thiếu gia. Cần thuộc hạ giúp gì không? Hôm qua hắn gài bẫy mới ôm được vị tiểu thiếu gia, tôn quý này. Hôm nay chắc không có khả năng đụng tới y rồi. Đang nghĩ thế. Tiểu đồng môi hồng răng trắng lại hất cằm bảo, ta mệt rồi. Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền mặt mày bình tĩnh duỗi tay ra. Túc Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy bị manh, moe, đầy mặt, thiệt là đáng yêu. Ca quy đôi mắt Cố Kiến Thâm thâm trầm. Trong màu mắt xanh như bầu trời lại có đốm lửa màu đỏ. Hắn hỏi y, thiếu gia muốn thuộc hạ ôm ngài ư? Thẩm Thanh Huyền vô cùng thẳng thắn thừa nhận, ừ. Ai ngờ nam nhân hôm qua mệt tới suýt chặt tay cũng không chịu buông, hôm nay lại bắt đầu muốn gây chuyện. Cố Kiến Thâm dịu dàng nói, ngài vừa cơm nước xong. Vẫn nên đi bộ chút đi. Thẩm Thanh Huyền nói, không cần. Bên môi Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười, thiếu gia đừng tùy hứng. Thuộc hạ đang nghĩ cho thân thể của ngài. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt lại, ngươi còn biết thân phận mình à? Cố Kiến Thâm, tuy Thẩm Thanh Huyền thấp hơn hắn một đoạn cực lớn. Nhưng khí thế đủ đầy. Y ngửa đầu. Trách mắng, người hầu nên nghe theo lệnh chủ nhân. Còn cần ta dạy ngươi sao? Túc Vũ hoảng sợ. Muốn tiến lên giảng hòa. Cố Kiến Thâm đã hơi cúi người. Ôm người lên. Giọng hắn hạ thấp. Ngập tràn cưng chiều và dung túng. Cẩn tuân lời thánh tử. Thẩm Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng. Cánh tay nho nhỏ vòng qua cổ hắn. Cố Kiến Thâm tạm ngừng. Thẩm Thanh Huyền đã nhu thuận tựa vào ngực hắn. Hai mắt nhắm nghiền, ta ngủ một lát. Cố Kiến Thâm cúi đầu. Nhìn khuôn mặt trắng mịn cùng lông mi mảnh dài. Trong đầu hiện ra nam nhân tao nhã vô song cao cao tại thượng kia. Hắn dựa sát vào. Gần như dán vào lỗ tai y. Dùng giọng nói làm lòng người rung động thì thầm, sư thúc. Ngài đang câu dẫn ta ư? Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.